Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Khiếp, âm mưu hạ bệ lò của Tổng Trọng, thế lực khủng hoán đổi án vụ chuyến bay, lộ thỏa thuận đặc ân nhận tội hối lộ của quan cấp tỉnh Trung ương. Dư luận vẫn còn những câu hỏi cần được giải đáp sau khi tòa tuyên án vụ chuyến bay giải cứu ngày 28 tháng 7. Trong đó có những bất bình về mức án dành cho các bị cáo, ý nghĩa của nguyên tắc trọng chứng hơn trọng cùng trong xét xử. Thậm chí, một số nhà quan sát còn cho rằng bản án trên cho thấy dấu hiệu suy yếu của chiến dịch đốt lò mà Tổng Trọng đã thực hiện mấy năm nay. Và họ lo ngại rằng với bản án chưa có sức răn đe như vậy, thời gian tới tham nhũng sẽ còn lộng quyền và ăn dày hơn. Một số dộ tin nói rằng Tổng Trọng có thể sẽ lắng nghe dư luận và lật ngược thế cờ trong phiên phúc thẩm tới. Bản án kịch khung vẫn có thể xảy ra. Một câu hỏi quan trọng mà dư luận đặt ra trong vụ chuyến bay giải cứu đó là tại sao lại có cơ chế 5 bộ cấp phép cho các chuyến bay giải cứu và bay combo, từ đó tạo một cơ chế xin cho và tạo nên đường dây quan chức làm tiền doanh nghiệp. Trở lại với vụ án, truy thu tài sản do phạm tội mà có là trách nhiệm của cơ quan thực thi pháp luật, khắc phục hậu quả là nghĩa vụ của người phạm tội. Tình tiết được giảm nhẹ tội chỉ được xem xét khi các bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả trước khi luận tội. Nhưng ở phiên tòa này, chỉ khi không thể cãi tội được các bị cáo mới đưa tiền ra. Dư luận cho rằng kết quả của phiên tòa này sẽ mở ra tiền lệ rất xấu cho hoạt động tố tụng ở Việt Nam, đó là việc dùng tiền chạy án được công khai chấp nhận. Một số nhà quan sát đưa ra so sánh mức án của vụ án chuyến bay giải cứu với mức án của vụ án xử ông Trần Hùng, cựu phó cục trưởng Cục Quản lý Thị trường, Bộ Công Thương diễn ra trong cùng khoảng thời gian, trong vụ án sản xuất 27.000 quyển sách giáo khoa giả. Ông Trần Hùng bị buộc tội nhận hối lộ 300 triệu đồng, lĩnh án 9 năm tù, nặng hơn rất nhiều lần so với các quan tham nhũng trong vụ án chuyến bay giải cứu. Tại sao ông Trần Hùng được nộp tiền khắc phục hậu quả để được giảm án như các bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu? Nếu ông Trần Hùng được khắc phục hậu quả cả 300 triệu đồng nhận hối lộ, thậm chí khắc phục hậu quả gấp nhiều lần số đó thì Trần Hùng được giảm án đến đâu? Tòa ra phán quyết cho các bị cáo với mức án hình phạt có cả cao hơn cũng có mức thấp hơn đề nghị của Viện Kiểm sát. Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an là bị cáo duy nhất bị tuyên phạt mức án cao hơn mức án mà Viện Kiểm sát đề nghị, cũng là mức án cao nhất đối với tội danh mà bị cáo này bị truy tố và xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Án chung thân về tội nhận hối lộ được tuyên đối với các bị cáo Phạm Trung Kiên, Nguyễn Thị Hương Lan và Vũ Anh Tuấn. Tội danh có khung hình phạt cao nhất là kịch khung. Trước đó, dư luận cho rằng nếu mức án kịch khung được thực hiện thì phòng chống tham nhũng của Việt Nam mới thực sự có hiệu quả và có bước ngoặt. Tòa Việt Nam tuyên án vụ chuyến bay giải cứu không loại ai khỏi xã hội. Các bị cáo còn lại, 5 người bị mức từ 10 đến 20 năm tù, 12 người chịu mức từ 5 năm đến dưới 10 năm và 33 người án dưới 5 năm tù, trong đó có cả án treo. Trong số 48 bị cáo bị xử tội nhận, đưa hoặc môi giới hối lộ, có tới 40 người phạm tội với số tiền trên 1 tỷ đồng. Đây là các tội có khung hình phạt tối đa lần lượt là tử hình 20 năm tù và 15 năm tù và tối thiểu là 20 năm tù, 12 năm và 8 năm tù. Nhìn vào mức án tòa vừa xử, tội thì to như con voi nhưng án thì nhỏ như con kiến. Luật sư Nguyễn Duy Bình từ Thành phố Hồ Chí Minh bình luận hôm 30 tháng 7. Đặc biệt, khi so sánh hành vi phạm tội với mức án của giới quan chức và người dân thì có sự bất bình đẳng quá lớn. Cụ thể, một người nhận môi giới hối lộ cả chục tỷ đồng như cựu phó giám đốc Công an Thành phố Hà Nội chỉ bị xử phạt 5 năm tù. Nhưng một hiệu trưởng Trung tâm Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên, Nghệ An để thất thoát mấy chục triệu thì bị xử 5 năm tù. Một cán bộ nhỏ, Phó phòng Tư pháp huyện Minh Hóa, Quảng Bình nhận hối lộ 9 triệu đồng thì bị xử phạt 3 năm tù giam. Vì vậy, tôi nhận thấy tính bình đẳng của bộ luật hình sự nhiều lúc chỉ mang tính hình thức. Bộ luật hình sự có rất nhiều quy định bất hợp lý về mức hình phạt đối với các tội danh và khung hình phạt trong mỗi tội. Chính vì những bất hợp lý đó nên tòa có thể áp dụng tùy tiện để quyết định mức án theo ý chí của mình, luật sư Nguyễn Duy Bình cho biết. Cùng nhận xét trên, một nhà văn nói phán quyết của tòa chưa đủ nghiêm khắc. Đây là vụ án tham nhũng nghiêm trọng nhất, có quy mô và số người tham gia lớn nhất, gây căm phẫn trong dư luận xã hội nhất từ trước đến nay. Thế nhưng, mức án đối với nhiều bị cáo chưa nghiêm khắc, chưa bám sát các điều khoản quy định của bộ luật. Việc định án còn tùy hứng, không bám theo chuẩn mực chung, mang nặng cảm tính của hội đồng xét xử, của cơ quan công tố và cá nhân các công tố viên. Hình phạt thiếu tính răn đe khiến tham quan không sợ bị trừng phạt, kích thích tình trạng tham nhũng ngày càng phát triển. Việc các bị cáo nộp tiền được cho là tình tiết giảm nhẹ để được giảm án sâu như trong phiên tòa này cũng là điều gây phản ứng trong dư luận. Tham nhũng ở Việt Nam xảy ra từ trên xuống dưới, nộp tiền tham nhũng để được giảm án cũng thật chéo ngoe. Trong cùng một quốc gia, cùng một nền pháp luật, cùng gây hậu quả với mức độ như nhau nhưng mức án phạt rất khác nhau giữa quan và dân, giữa quan và quan, giữa dân và dân, không theo một chuẩn mực quy định pháp luật nào cả. Nếu như đa số các bị cáo đều được tòa ra mức án nương tay so với tội danh mà nhiều người cho là chưa đủ mức nghiêm khắc để răn đe, thì án chung thân tòa dành cho bị cáo Hoàng Văn Hưng được cho là quá nặng và không đủ sức thuyết phục.
cựu trưởng phòng 5 cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an trước giờ tuyên án bị viện kiểm sát đề nghị mức 19 đến 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử tuyên án cao hơn ở mức kịch khung đối với tội danh bị xét xử với lý do đưa ra là bị cáo không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và khắc phục hậu quả do mình gây ra. Bình luận về mức án của bị cáo Hoàng Văn Hưng, một người dân nói: "Khi không làm sáng tỏ được trong vali có 450.000 đô la Mỹ hay chỉ là có 4 chai rượu vang thì buộc phải suy đoán bên trong có 4 chai rượu vang, bởi suy đoán bên trong có 450.000 đô la Mỹ là suy đoán có tội, trái với quy định tại điều 13 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015." Cựu trung tá Hoàng Văn Hưng lãnh án chung thân, thực ra cũng không ai thương tiếc gì, nhưng những người làm công tác liên quan đến tố tụng hình sự cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào bộ mặt tố tụng hình sự. Nếu tố tụng hình sự như bị đóng đinh thêm một tiền lệ là tiền lệ suy đoán có tội, tiền lệ xử án suy đoán có tội sẽ gây băng hoại đối với hoạt động tố tụng hình sự ở nước nhà. Từ đầu năm 2020 đến giữa năm 2021, khoảng hơn 1.000 chuyến bay đã được cấp phép đưa hơn 200.000 công dân về nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam đề xuất chính phủ phê duyệt đến 772 chuyến, trong đó có 400 chuyến bay giải cứu, 372 chuyến bay combo. Từ đâu mà cả tập thể các quan chức của nhiều bộ, nhiều cơ quan đồng lòng phạm tội nhận hối lộ, môi giới nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tiền và đặc biệt là cùng nhau tìm cách lấy tiền của các nạn nhân được giải cứu. Với tình trạng tham nhũng ở đất nước ta hiện nay, điều nguy hại nhất là quan chức nhận thức về nhận hối lộ như là mặc nhiên, ai cũng làm vậy, chẳng hề nghiêm trọng, đen thôi, đỏ quên đi. Thế nên trong môi trường đó, quan nào có điều kiện hầu như cũng tham nhũng. Các câu trả lời ngây ngô, ngoan cố và dối trá trong phiên tòa chuyến bay giải cứu là minh chứng thuyết phục. Trường hợp này, tham nhũng lại hoành hành giữa lúc đại dịch đang diễn ra, đất nước và nhân dân đang ngày đêm gồng mình chống dịch, nhưng hàng loạt cán bộ từ cấp thấp đến cấp cao lại chỉ lo lợi dụng dịch bệnh để vơ vét. Giữa lúc đất nước gặp nạn, dân tình khốn đốn vì dịch bệnh, đau thương tang tóc bao trùm mà họ còn ra sức vơ vét thì không còn từ nào để diễn tả và có thể đánh giá là tình trạng đạo đức, lương tâm của một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức đã biến mất, xuống cấp một cách nghiêm trọng. Qua vụ án chuyến bay giải cứu, nhiều cán bộ coi nhận quà cảm ơn là thường tình mà quên rằng đó là điều thứ 15 đảng viên không được làm mà còn vi phạm pháp luật nữa. Hiện nay, việc tặng quà đã bị lợi dụng biến tướng trở thành việc biếu xén, mua chuộc, làm quen cán bộ, công chức nhằm phục vụ ý đồ của nhiều người, nhiều cơ quan, hay nói cách khác là một hình thức hối lộ, nhận hối lộ trá hình. Sốc với bí mật mang tên chuyến bay giải cứu và sự thật được phơi bày. Thưa quý vị, những mảng tối của vụ án trục lợi trên các chuyến bay giải cứu công dân trong đại dịch COVID-19 ngày càng lộ rõ, vô cùng nhức nhối. Mở rộng điều tra vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố thêm 7 đối tượng liên quan. Quả là khủng khiếp. Năm 2021, khi đại dịch COVID-19 bùng phát ở nhiều quốc gia, nhiều công dân Việt Nam ở nước ngoài muốn trở về quê hương, nhiều doanh nghiệp muốn đưa lao động về nước để cách ly và tránh dịch. Các cơ quan chức năng đã tổ chức gần 2.000 chuyến bay và đưa hơn 120.000 người về nước. Chi phí trả cho những chuyến bay này rất đắt, nhưng nhiều người không ngần ngại chấp nhận để được về nước, được đảm bảo an toàn. Họ đồng ngờ rằng bản thân đã bị lợi dụng để trục lợi trắng trợn bởi những người đảm nhiệm chức trách ngay trong tình cảnh ngặt nghèo ấy. Tính đến nay, liên quan vụ án này, cơ quan chức năng đã khởi tố bắt tạm giam hơn 25 người. Trong số đó có nhiều cán bộ đảm trách vị trí cao tại Bộ Ngoại giao, Hàm Thứ trưởng, Cục trưởng, cán bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và nhiều giám đốc doanh nghiệp. Bản danh sách thật sự gây sốc. Ngay trong thời điểm công dân hoảng sợ nhất, lo lắng nhất về sự sống cái chết, các bị can đã lạnh lùng thiết lập đường dây và nhanh chóng tổ chức trục lợi. Tại cuộc họp báo vào giai đoạn đầu của vụ án, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông tin kết quả điều tra bước đầu chứng minh các bị can đã nhận hàng chục tỷ đồng và hàng trăm nghìn USD. Danh sách trên sẽ không dừng lại ở bấy nhiêu người. Cuối tháng 10 năm 2022, Cơ quan An ninh điều tra đã có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có tiếp nhận các chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước, cung cấp thông tin tài liệu để phục vụ điều tra. Đây được xem là giai đoạn mở rộng vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao và một số bộ ngành địa phương. Mục đích và ý nghĩa tốt đẹp của những chuyến bay giải cứu công dân là không thể nghi ngờ. Việc tổ chức các chuyến bay này đã thể hiện sự chăm lo chu đáo của chính phủ với công dân Việt Nam ở nước ngoài, cũng thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Thời điểm đó, có ít quốc gia thực hiện các chuyến bay giải cứu tốt như Việt Nam, ghi một dấu ấn ngoại giao điển hình về việc bảo hộ công dân. Việt Nam đã nhận được sự tôn trọng tán thưởng của các cơ quan ngoại giao nước ngoài. Thế nhưng, chủ trương tốt đẹp đã bị không ít cán bộ biến chất câu kết với người ngoài, làm hoen ố, bất chấp tất cả. Họ biến nhu cầu về sự an toàn của người dân thành cơ hội kiếm tiền. Quan điểm của chính phủ đã rõ không vì tai tiếng của một chủ trương hoạt động ngoại giao và bảo hộ công dân mà khoan nhượng với những kẻ biến chất. Quan điểm này cho thấy sự kiên quyết làm trong sạch bộ máy, không để những con sâu lọt lưới và tiếp tục làm dầu nồi canh.
Ở góc nhìn rộng hơn, vụ án này và những vụ án hối lộ tham nhũng khác đang được điều tra khởi tố là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đấu tranh triệt để với những cán bộ suy thoái biến chất, dù đang lẩn trốn ở đâu, đang ngồi chiếc ghế nào.